Hello. Hôm nay mình sẽ thử lấy con ốc nhớt này. Mình sẽ cho anh em xem nè, cái nhớt đang xả của khách nè nha. Để cho anh em xem cái tác dụng của cái con ốc này nó là cái gì. Tại sao mình phải thay? Tại sao những cái xe cơ bản lại không có mà mấy xe cao cấp nó lại có? Đúng không? Đây. Nhớt này là nhớt mới xả ra nha. Giờ mình để mình rà vô cái chỗ mới xả nè. Thì những cái mà nó mạt sắt thì nó sẽ trôi xuống từ từ. Mình hít cho anh em xem. Nè. Anh em thấy mấy cái mạt không? Đó. Nhìn bằng mắt thường thấy nè. Đó, anh em thấy mạt nhỏ 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 lấm tấm không? Đây thì hít thêm chút nữa. Thì những cái này á, cái mạt này nè, nếu mà không có cái 500 nó hút lại á thì nó sẽ tuần hoàn ở động cơ anh em. Thì tuần hoàn thứ nhất á, làm cái bơm nhớt á, nó bị xước, nó xước thì nó yếu áp từ từ. Rồi á, những cái mạt này nè, nó sẽ lên cái động cơ, nó sẽ làm xước những cái chi tiết trong động cơ, ví dụ như trục cam. Đó. Rồi piston, đó, nó sẽ làm xước thì nó sẽ yếu dần dần rất là nhanh. Em coi cái này có phải mạt không? Đầu 500 nè. Đúng không? Mạt nhuyễn nghe không? Đó. Đúng đen. Đó, nhuyễn như đúng không? Đó. Biết quay đi anh em thấy không chứ. Nè đó, chấm 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 nè. Mà mỗi lần á, sau khi nó bị như vậy anh em không có rửa được đâu. Anh em lấy một cái khăn, anh em chùi cái đầu nó. Chùi nó sạch là anh em gắn vô. Và cái mặt lông đền. Mặt lông đền này là chuẩn ISO nha. Một cái mặt bóng là vô ngóc, mặt nhám nhám nè là vô cái lốc máy. Nó mình chùi sạch cái 500 ra cái mạt á, mà dính trên cái 500 ra là mình xài được thôi. Xài tiếp thôi, đơn giản thôi. Và cái anh em hỏi cái độ bền con ốc này, tại sao mình làm những cái gì mà mình đưa cái nguyên vật liệu và cái những cái mà gia công cơ bản, ví dụ như nguyên vật liệu nó là nhôm 6000S của Thụy Sĩ. Đó, người ta nói chính xác hơn là nhôm này là nhôm châu Âu. Cái thứ hai nữa nó là CNC nguyên khối. CNC nguyên khối nó đang là cái giống như cái mâm, anh em thấy không? Mâm nó có 3 dạng. Là mâm bằng chất liệu rẻ tiền. Mâm thứ hai là bằng mâm bằng magie mà đúc. Mâm thứ ba là mâm mắc nhất là mâm bằng CNC nguyên khối. CNC nguyên khối từ con heo nó cũng mắc mà cái mâm nó cũng mắc đó. Nói lên cái điều gì? Chất liệu là cái hợp kim tốt nhất, nhẹ nhất và chuẩn nhất. Đó. Thì á, cái con ốc này cũng vậy. Cái CNC nguyên khối nó làm cho cái ren nó có độ chính xác cao hơn. Mỗi lần mà anh em xiết con ốc vô á, anh em để ý anh em mở ra, nhớt nó không có len ở theo cái chân ren con ốc được. Đó là nói tới cái độ chính xác của chân ren. Ốc này thường nó sẽ có hai loại, ba loại. Một là ốc đúc. Ốc đúc giống như con ốc zin này nè. Nó là ốc đúc ha. Thứ hai, ốc bán ngoài thị trường mà có ốc nhôm đang bán ngoài thị trường có chứ không có. Một con á nó chỉ có 60-70 ngàn. Mình đưa anh em coi để anh nói, em làm tiếp đi. Để này anh nói. Có 60-70 ngàn, nhưng mà đó là nhôm dập. Nhôm dập là nhôm được mà giống như là nhôm phế thải xong rồi người ta nấu lại. Đó thì người ta để vô khuôn dập. Dập có nghĩa là từ một cái cục đơn giản đó, dập nó, ta ép nó vô cái khuôn đó, để nó giống như là bánh in đó, ép nó vô cái khuôn đó, thì nó ra cái hình con ốc. Nhưng mà anh em biết cái nhôm dập đó, thì những cái chi tiết ren này nè nó yếu lắm, dặn ra dặn vô mấy lần nó sẽ tuôn đó. Cho nên á mình không có chơi nhôm dập đó. Nhôm dập thì cái cốt nó cực kỳ thấp luôn, nhưng mà xài nó không có bền. Mà cái quan trọng nằm ở đây á, là cái ren là cái quan trọng nhất của con ốc này. Cái đầu mở ra anh em muốn đầu mấy cũng được, đầu 12, đầu 14, đầu 16, đầu 17 gì cũng được. Nhưng mà cái ren này nó quyết định yếu tố có bền được hay không, có chảy nhớt hay không, là nó nằm ở cái ren ốc này. Thì trên con ốc zin này là con ốc đúc nè, đúc từ khuôn ra.
đó, người ta xài cái lông đền này lông đền bằng nhôm, nó chỉ có một vật liệu thôi, một cái lớp thôi, nó chính xác một lớp mà nhôm á, để làm con ốc là nhôm mềm. Anh em nhìn cái bề mặt nó bị khuyết rồi, anh em thấy không, đó nó khuyết bề mặt nè đó, thì cho nên em cầm con ốc để anh kéo ra cái này ra nó không có chính xác nữa, cho nên lấy ra nó hơi khó. Em lấy giùm anh nữa chưa, nó chưa ừ, tại nhôm mềm á mà người ta siết á, cái bề mặt mà ở mà vô cái lốc máy á thì nó bị biến dạng, nhưng mà biến dạng ít thôi, nhưng mà vấn đề cái bề mặt á mà vô con ốc á nó biến dạng khủng khiếp luôn. Tại vì cái con ốc nó xoay, cái lông đền nằm ở giữa, một mặt nó chịu dính chắc vô trong cái lốc máy, mặt còn lại nó bị ma sát với cái mặt của con ốc, cho nên cái bề mặt biến dạng của cái lông đền mà mặt con ốc á nó biến dạng nhiều lắm, cho nên cái lông đền này nó chỉ xài được có vài lần được rồi, nó dính ngắt. Nè anh em nhìn nó khuyết luôn nè, đó anh em nhìn đi, nó khuyết luôn nè, em nhìn thấy không, cái bề mặt bên trong nó khuyết luôn, thấy không? Yeah. Đó nó khuyết luôn à, khuyết hơn nhiều cái ngoài đúng không? Nó khuyết mà nó có rảnh cái máng luôn nè, đó thì á nó xài được, cái này giỏi lắm, xài được lần hai lần nữa thôi. Còn cái lông đền của mình á, cái lông đền của mình không bao giờ mà lấy ra lấy vô, rất là dễ. Thứ nhất là mình kết hợp hai vật liệu, một mặt cứng á là mình đúc vô trong cái bề mặt của con ốc rồi, cho nên nó không có làm mà mòn cái mặt cứng này được, nó không làm khuyết làm mòn được. Còn mặt thứ hai là mặt mềm nè, đó nhôm mềm là vô cái mặt của lốc máy này. Mà lọc cái mặt này nó bị vô là nó hít, nó không có xoay, nó chỉ xoay cái mặt cứng này thôi, cho nên nó không có làm hại con lông đền, nó không biến dạng được đó. Và cái ren trong và ren ngoài nó chuẩn ISO, con lông đền là chuẩn ISO. Chuẩn ISO là sao, cái đồng tâm từ bên trong với bên ngoài á là nó chuẩn nó ra vô con ốc cực kỳ dễ luôn, nó chuẩn lắm anh em ha. Đó cái thứ ba là nguyên vật liệu, nó là hai lớp. Thì thật sự cái này á mình mà đi gọi đầu tư không ai đầu tư cho mình đâu, tại vì mình ra một cái sản phẩm nó quá bền thì làm sao mà bán được, thay thế được nhiều. Tại sao người ta không làm ra cái lọc nhớt vĩnh cửu, cái lọc nhớt mà xài bằng cái lưới bằng thép không rỉ á, mà bằng giấy để cho anh em thay thường xuyên chứ. Ví dụ như bán ra một lần cái lọc mà thép không rỉ á, nó cao hơn nhiều á, nó cao hơn phải 5-7 lần á. Nhưng mà vấn đề cái lọc kia nó xài hoài và nó đa năng tiện dụng. Tiện dụng ở đây là ví dụ như ở những cái chỗ mà xa xôi á, người ta không có bán cái đồ cái lọc nhớt á, thì lôi cái lọc á, lấy hơi xịt một cái là sạch, gắn vô xài tiếp. Đó, cái thứ hai cái hiệu năng á và cái độ ổn định của cái lọc bằng kim loại, bằng thép không rỉ nó sẽ chuẩn hơn rất nhiều. Còn cái lọc giấy á, mình đã nói rồi, cái lỗ mà qua nó cho những cái hạt mà dưới 20 micro qua được cái lọc giấy á, nhưng mà nó không ổn định ở cái đó. Có những cái hạt nó 50 micro nó vẫn qua được cái lọc này, vì cái độ ổn định nó không cao và thời gian sử dụng không được lâu. Đó, cho nên nó cái ưu điểm của nó thì nó chỉ được cái là nó rẻ thôi. Và anh em nên nhớ, lọc nhớt bán giả bên ngoài rất nhiều, tại vì nó rất là dễ làm. Anh em nên mua những cái lọc xịn, nên mua trong hãng, nhớt rồi cũng vậy. Tại vì những cái đồ làm giả là những cái đồ mà giống như anh em biết, nó nhu cầu hàng ngày á, giống như nhớt phải đi xe phải thay thì người ta mới làm giả, người ta bán giá nó nhỉnh hơn 20% 30% là anh em lụm mà. Nhưng mà đó là anh em để ý kỹ, nó là đồ giả. Rồi đẩy xuống cho khách đi, cảm ơn anh nhiều. Ốc nhớt 189 với bình nhớt 320. Đó. Anh em đi nhớt và lọc nhớt ở tỉnh mình mua, phải vô những mình đã không rành mình vô hãng mình mua. Tại vì mình thấy rất nhiều là lọc nhớt giả rồi. Mà lọc nhớt giả thì nó qua nhớt rất là chậm. Ha, qua chậm á. Cái
cái lọc cái gì? Ốc nhớt 189. Xe lớn xe nhỏ xài chung con ốc á. Cho nên cân bằng giá lại. Bán một giá một thôi. Cái ốc mình bán cho anh em á 12 ly rang 1.5. Nó là con ốc mà xài chung cho tất cả các dòng xe hãng Honda. Và cái xe Su mô tô là cũng xài chung, và những cái mô tô cái dòng xe Suzuki á, nó khoảng 70% là xài con ốc 12 ly 1.2 1.5 này. Đây nhét túi rồi. Tốt. Rồi. Nè. Đó, giống như con Haya này. Bây giờ mình cũng gắn cái ốc xả nhớt này để cho nó hút cái mạch 500. Tại vì bất kỳ cái động cơ nào á, nó cũng sẽ bị ra mạch hết. Động cơ đốt nào á, đốt. Đó, động cơ nào nó cũng sẽ ra mạch. Tại vì nó ma sát. Thứ nhất là nồi, lá bố, lá sắt nó ma sát với nhau. Cái thứ hai là bít tông nè, bạc nè, xi lanh nè, nó ma sát với nhau. Rồi trục cam nó ma sát, trục dên nó cũng vậy. Cho nên á, với lại cái bơm nhớt á, bơm nhớt là cũng hai cái bề mặt của cái bánh. Thôi là gì? Thoải mái đi, cái sao đâu. Cái nó là hai cái mặt bánh răng hình giống như là trái khế vậy, nó quay đều. Đó, nó kín với nhau thì nó tạo ra cái áp suất, nó đẩy nhớt đi. À, nó giống như là cái, nó y chang như là cái nguyên lý hoạt động của thằng super chạc vậy. Nó là hai cái bánh răng, và cái compressor đó nó là quay hai bánh răng để mà cái hình xoắn ốc của hai bánh răng thì nó tạo ra cái áp lực ở trong đó. À. Cho nên á, mình phải giữ những cái mà cái chất mà những cái mạt mà thải ra của động cơ cho nó hít về con ốc này, để nó không có tuần hoàn trong động cơ, nó làm xước hết những cái chi tiết vật liệu trong động cơ, những cái vật liệu ma sát đó. Rồi, và anh em nên, mình chia sẻ với anh em luôn, thì những cái nhớt mà xài cho cái ly hợp nuôi trong này nè, đó thì nó là một cái nhớt khác. Còn một cái loại nhớt mà xài cho cái ly hợp rời, giống như xe ô tô, xe tay ga, nó không nhớt, không có nuôi ly hợp á, thì nó xài chung cấp với nhau, không có xài giữa cái xe số và xe ga xài chung được. Chỉ có xe số xài cho xe ga được, với một điều kiện cấp nhớt phải cao, giống như Liwi Trick Ray Trick vậy. Dòng nhớt Liwi á, cái cấp nhớt bôi trơn của nó, cái độ bôi trơn của nó là cái ABI á, nó rất là cao ha. ABI nè, nó tới SN Plus rồi. Và hiện tại cái nhớt tay ga ở ngoài gì, cao tay là SN thôi. Nhớt tay ga nó sẽ cao hơn, cái cấp nhớt bôi, độ bôi trơn nó sẽ cao hơn nhớt xe số. Đó, như riêng cái dòng Liwi này, tại sao người ta nói là y êm mượt máy mà mát động cơ, tại vì cái cấp độ bôi trơn của nó quá cao ha. Còn cái Yaso MA2 á, nó là cái chứng chỉ để mà dành cho cái chuẩn, để dành cho cái xe có nuôi cái nhớt, nó nuôi cái ly hợp thôi, là nuôi cái bộ nồi thôi. Đó. Cho nên á, còn cái nhớt của xe tay ga nó không có chuẩn Yaso nha. Đó, tại vì nó không có cần cái mấy cái gọi là mấy cái gì ta, mấy cái phụ gia để làm chống trượt cái bộ nồi, nó không cần, vì nó không có nuôi cái ly hợp trong đó. Thì cái nhớt tay ga nó thường là SN trở lên, hoặc anh em có thể dùng cái nhớt của xe hơi. Nhớt xe hơi á, những cái loại nhớt cao cấp nó tới là nhớt xe hơi á, cấp độ trung bình là SN, còn cái loại cao cấp nó là SP hay là PS gì đó, SP á, SP là cao nhất hiện tại rồi. Đó, thì mình dùng cái nhớt SP mình thay vô chiếc tay ga là đi cực kỳ mượt luôn ha.
Đó, đừng bao giờ thay nhớt tay ga hoặc nhớt xe hơi vào cái xe mô tô, cái xe có nhớt nuôi hộp số trong, nuôi ly hộp trong. Tại vì nó sẽ làm cháy bố, nó trượt nó ra mạt hết, nó đâu có phụ gia để làm chống trượt cái bộ ly hộp đâu. Đó, tại sao mà xe tay ga nhà mình vẫn xài một cái loại nhớt đó, mình xài đa dụng cho nhiều chiếc xe là vậy. Điều đó là được, còn ngược lại thì không được. Rồi, thêm một điều nữa mà nó cũng liên quan. Anh em sử dụng những cái đồ, ví dụ như là anh em thay bố nồi, đừng có đổi thừa cho nhớt cũng nhiều. Tại sao mình nói những cái đồ mà zin theo xe là cái đồ cơ bản xài chuẩn cho cái động cơ, cái xe của mình. Còn muốn cao cấp hơn, đi Barnett là những cái đồ chơi xịn. Là Barnett, bộ này Barnett của Mỹ. Những cái đồ chơi xịn mà người ta chuyên dùng làm để cho cái loại xe đó. Còn tại sao anh em hay đi bố? Cái bố này nè, nó cho phép bố zin của hãng, nó đã tính toán những cái mà cái những cái bề mặt này nè, nó được cấu tạo thành bằng những, rất là nhiều cái nguyên vật liệu ha, cái chất liệu nè, nó cho phép ra bố. Tại sao người ta canh nhớt xe mô tô chỉ 4.000 cây là nhiều nhất là để thay cái nhớt rồi? Tại vì cái bộ nồi này nó ma sát với cái lá thép và lá côn nè, nó ma sát với nhau để nó tạo ra độ bám. Nó có hai hướng, một là nhớt xịn nó vẫn ra bố, nhưng nó ra bố ở những cái nguyên vật liệu, cái chất liệu này nó được sản xuất để cho phép ra bố với một cái mức độ là những cái mạt này nó rất là mịn. Đó. Nó không gây hại nhiều cho động cơ. Ha. Đó, còn cái bố mà nó làm những bố giả, bố dỏm, nó làm từ những kết hợp những cái vật liệu mà những cái mạt bố của nó đào thải ra bị ma sát ra, nó làm gây hại cho động cơ. Đó, nó gây có cái mạt thích 500 nhiều hơn những cái bố chính hãng này. Đó, cái thứ hai là thay nhớt giả vào nó cũng gây phá những cái bề mặt bố với lá thép này, và phá luôn cái những cái bộ bề mặt ma sát của cái động cơ luôn. Cho nên anh em thận trọng, vừa là nhớt vừa là thay những cái bố vô, người ta thay bố cho mình phải biết được rằng người ta thay bố gì. À, nhiệt bao nhiêu tiền mình không nói tới, chỗ này có chỗ kia nó sẽ chênh lệch do cái nguồn nhập của người ta, và người ta nhập ít hay nhập nhiều, nhập càng nhiều, giống như nhớt bên mình nhập nhiều, vỏ bên mình nhập nhiều, mình bán thậm chí dưới giá của nhà sản xuất đang bán ngoài thị trường luôn. Mình cắt cái phần được chiết khấu của mình để mình đẩy mạnh, mình làm marketing đúng không? Hợp pháp mà. Đó, hợp luật luôn mà. Nhà sản xuất đâu nói được mình. Đúng không? Mình bán thấp hơn mình đâu bán cao hơn đâu, nhưng mà tôi nhập hàng anh, tôi bán có một loại thôi. Đó, tôi bán một loại nhớt. Tôi có quyền làm chương trình. Tôi cắt cái lợi nhuận của tôi để tôi làm chương trình. Vậy thôi. Đó, để tôi lấy được lòng khách chứ. Đó. Tôi đâu cần anh hỗ trợ về vấn đề về mặt anh phải bán rẻ cho tôi nữa để tôi làm khách, tôi làm thị trường đâu. Tôi cắt cái phần lợi nhuận của tôi làm thị trường. Giống như bình nhớt cái này. Bình nhớt này giá cũ là 352.000. Mà cái thời điểm nó 352.000 mình bán mang về chỉ có 280.000, thay tại chỗ 300.000. Anh em thay tại chỗ rẻ hơn 52.000 một chai nhớt. Anh em thấy nhớt lời khủng lắm. Cho nên mình bán vậy mình vẫn có lời nha, mình lợi ích thôi, nhưng mà mình lấy được khách. Cái thứ hai nữa là mình bán số lượng rất nhiều, vừa bán lẻ, vừa bán sỉ, vừa bán online luôn, cho nên mình vẫn bù đắp được cái lợi nhuận của mình đó. Nhưng cái khách hàng sẽ tìm tới, tại mình chọn một loại, tại vì loại này hiện tại nó đang VIP lắm. Mình nói thẳng thật luôn với anh em, nói về hiệu suất nó chả thua ai, nhưng mà nói về cái độ nhìn, cái chỉ số của nó đang cao nhất hiện tại về cái mức độ bôi trơn ha. Cho nên mượt mát động cơ bền thì cần cái độ bôi trơn cao đó, để giảm ma sát. Mượt của động cơ nó nằm chỗ nào là ABI, những cái thông số cơ bản này thôi. Về chiều sâu của cái nhớt mình không nói,
chỉ nói về cái cơ bản thôi. Và hiện tại nhớt nó đã lên 20.000. Giá bán lẻ hiện tại của các đại lý bán lẻ bây giờ là 372.000. Mình bán mang về 300.000, thay tại chỗ là 320.000. Rẻ hơn vẫn cho anh em được cái mức là 52.000 một bình thay tại chỗ mình. Đó anh em thấy. Nếu mà tính sơ sơ một bình nhớt này nè, thay cho khách hàng ngoại lời tầm 90.000, 90 mấy ngàn á. Đó. Mình đang cắt hết phân nửa để mình giảm giá cho khách hàng. Rồi, lọc nhớt cũng vậy. Lọc nhớt này là lọc nhớt Canon mẫu mới, nó ra mẫu này. Đây là Canon mẫu cũ, là mẫu này, hai cái khác nhau. Đúng không? Riêng về lọc nhớt mình cũng nhập lần thùng, mình bán bữa nay cực kỳ rẻ. Nhớt lọc nhớt lên hết mình bán vẫn 350.000, vẫn cái giá cũ nhưng mà nó đang lên hết. Nó lên tới 20-30.000 một cái. Ha. À, mình vẫn bán giá cũ cho anh em. Tại vì mình nhập số lượng nhiều. Đó, vậy thôi. Dầu nhớt li quy bên mình là đều là giá mình nhập rất nhiều. Một lần một kho như vậy anh em thấy cái lượng mình bán còn cao hơn đại lý nữa. Đại lý nhập rất là nhiều nhớt, loại nhớt mình một loại một. Và mình nhập những cái loại mà dùng được cho nhiều loại xe, giống như cái nhớt đó. Xe gì cũng gắn được hết trơn. Thậm chí bỏ cho xe hơi chạy cũng được nữa. Nhưng mà hả, xe hơi mình dùng một cái loại nhớt cho xe hơi, loại cao cấp cho xe hơi thì nó sẽ hiệu quả hơn. Tại vì cái mức độ bôi trơn của nhớt xe hơi nó tới SP là nó cao hơn cái thằng này một nấc nữa, một cấp nhớt nữa. Cho nên dạy gì nó cũng nhiêu đó tiền, dạy gì mình phải bỏ nhớt này đúng không? Nhưng mà thay vô tay ga là nó tuyệt vời nè. Đó, hoặc anh em mua cái loại nhớt này. Anh em mua cái loại nhớt này. Đây. Loại nhớt mình bỏ cho xe hơi. Đại cấp nhớt xe hơi của mình là 20. Đừng có coi cái chỉ số đằng trước. Mà thật sự cái chỉ số đằng trước càng thấp thì nó cũng khởi động nó cũng càng êm. Đây. Xài cái loại nhớt này nè. Anh em nhìn để mình chỉ cho anh em cái chỉ số ha. Đây. ABI của nó là SP nè, anh em thấy không? Sát cái SP á, sát cái SP nó là SN plus mới tới SN, mới tới SM mới tới SL. Đa số nhớt của xe máy á chỉ có SL thôi. Mà cái cấp nhớt SN plus này nè, đang là cấp nhớt cao nhất là trên xe Li Qi, nhớt Li Qi nha. SL là cái cấp nhất của Motul 300V. Tại sao Motul 300V nó lại nóng máy, nó lại róc máy? Tại vì cấp nhất của nó chỉ SL. Còn nói về cái hiệu năng, độ bốc thì hiển nhiên ở cái nhớt nuôi ly hợp trong á, thì cái cấp nhất chuẩn của nó, ổn định của nó là SL. Thì nếu mà như vậy thì cái phụ gia để bám bộ nồi á, nó sẽ bắt nồi hơn. Còn theo nguyên lý nha, thì cái cấp nhất càng trơn á thì cái nồi nó không có được bắt bằng. Nhưng Li Qi nó đã lên có cái công nghệ ha, công nghệ nó cực kỳ tốt, là cái phụ gia của nó ở cấp nhất SN plus nhưng đảm bảo vẫn bắt cái bộ nồi vẫn bắt. Đó là lý do ha. Nhưng mà có hai trường hợp. Một, anh em đi hiệu suất thì anh em chọn 300V. Mình thấy cảm thấy ok, hiệu suất đi 300V ok. Nhưng mà anh em đi hàng ngày, anh em không có bạo lực, anh em không cần ra mắt bít, anh em không cần đi đua xe, thì mình hỏi anh em vậy, anh em chọn cái cấp độ bôi trơn cao hay là cái hiệu suất cao? Đó, vậy thôi. Mình phải tìm hiểu, mình biết được mình ở hôm nay mình đi đua, mình thay 300V. Rồi xong đó, mình cần độ êm ái, mát máy, mình đi thành phố, mình đi những cái tour, mình cũng chạy bạo lực, mình cũng đi 300, mình có đi 300V đâu, mình đi SN plus, mình đi Motul Li Qi. Đó. Nó nhỉnh nhau không nhiều.
nhưng mà nói về cái ưu điểm của nó thì mình nói ra. Nhưng mà nó chênh lệch nhau về cái vấn đề hiệu suất không nhiều đâu. Giống như có thể Liwi nói về hiệu suất nó thua nhịn Motul 300V, nhưng nó mang lại cái là độ bền động cơ quá cao, độ bôi trơn quá cao, độ mượt hơn và bền máy hơn, mát máy hơn. Đó. Vậy thì tùy cái mục đích mình chọn ha. Mình ở đây mình vẫn chọn Liwi, dù cái xe Haya Turbo đi nữa vẫn chọn Liwi. Tại vì á mình thấy cái độ bám nó cũng tốt lắm, mà không thua kém gì thằng kia cả, nhưng mà cái hiển nhiên là cái độ bôi trơn nó cao hơn rồi. Thì tại sao mình phải chọn cái kia? Mà cái kia nó mắc tiền hơn cái này. Kia thì bình tới 400 mấy ngàn. Đó, và mình nhập từ cái nhà Liwi Việt Nam ha. Đó là nhà gọi là nhà nhập khẩu và phân phối Liwi chính hãng. Đó. Anh em cần bố thắng nè. Đó, bố thắng mình mua nhiêu đây nè, một thùng dưới trên này, dưới ngoài kia. À, còn ở đây là cái kho để mà mình làm xe bên gara thôi, nó đã như vậy. Đó, anh em nhìn đồ đó nè, lọc gió đó nè, nước mát nè, nhớt nè. Đây là bên gara, còn bên cửa hàng bán lẻ sỉ của mình á, nó còn nhiều hơn như vậy nữa. À, anh em hiểu tại sao mà mình những cái giá cốt này mình tự tin là mình bán đúng giá và rẻ hơn thị trường luôn. Thậm chí mình đang bán bằng cái giá thị trường về cộng sên này của cái hãng DD Nhật, nó báo là cái cộng 530 giờ không nhớ. 530 như 2 triệu 8 mấy, 2 triệu 9 mấy. Còn 520 là 2 triệu rưỡi 50. Mình đang bán bằng cái giá của nhà gọi là nhà phân phối DD kêu mình bán nè, giá đề nghị đề xuất đó. Bán bằng giá luôn. Mình bao lắp đặt. Mà lắp đặt xanh trong dĩa của một chiếc xe đâu rẻ anh em mấy trăm ngàn. Anh em đang rẻ hơn mấy trăm ngàn. Cái thứ hai nữa là bên mình làm chuyên nghiệp, có tán xịn nè, làm là phải rửa hết cái mặt bên cái phần lốc máy anh em nè, rồi phần cùi dĩa anh em nè, mở rửa sạch hết, cho mở bò vô trong cái cốt bánh nè, rất là nhiều cái tăng chỉnh, mở ốc không có dấu nè, hạn chế dấu nhất nè, gắn ốc có keo khóa ốc, tại ốc dĩa phải có, ốc dĩa thắng có, ốc dĩa tải gì đấy cũng phải có keo khóa ốc, rồi siết đúng lực nè. Đó. Chứ không phải muốn gắn ở tiệm nào gắn, anh em mà mang ra mấy tiệm xe máy nó gắn cũng được, nhưng mà gắn chuẩn hay không mình không biết đó. Còn mô tô là phải ra mô tô, đi tiệm chuyên mô tô mà làm, rất nhiều tiệm chuyên mô tô ở các quận đó, và rất nhiều tiệm nổi tiếng, mình nên mang cái đó. Người ta lấy cái phí cao tại vì cái làm nó khó và nó cần cái sự chuyên nghiệp làm nó đúng, chứ còn anh em rẻ hơn 100-200 ngàn anh em ra ngoài cực kỳ rủi ro nha. Đây mình nói thiệt, xấu ốc không vệ sinh rồi là thấy là cái rủi ro cao nhất trước mắt rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em cần làm gì thì cứ liên hệ với mình. À, mình đang ráp máy Haya Turbo Gen 2.